cảnh sát chính thức xin lệnh bắt giữ Ju A-in. Cảnh sát Hàn Quốc chính thức xin lệnh bắt giữ Ju A-in ngày 19 tháng 5. Phía cơ quan điều tra nhấn mạnh, Ju A-in liên tục phủ nhận những cáo buộc chống lại nam nghệ sĩ, đồng thời họ lo lắng tài tử sinh năm 1986 sẽ tiêu hủy những bằng chứng quan trọng. Chính vì lẽ đó, họ mới quyết định xin lệnh bắt giữ ảnh đế trẻ nhất xứ Hàn. Trước đó, vào hôm 16 tháng 5, nam diễn viên đã xuất hiện tại phiên triệu tập điều tra lần 2 liên quan tới những cáo buộc dùng chất cấm. Rời khỏi sở cảnh sát, nam tài tử bị phóng viên bủa vây, đưa ra hàng loạt câu hỏi về buổi thẩm vấn. Khi được hỏi về nguồn nhận bột trắng, Ju A-in cho biết một người quen đã đưa chất này cho nam nghệ sĩ. Bên cạnh đó, tài tử phủ nhận dùng cocaine, đồng thời khẳng định sử dụng ketamine và propofol vào mục đích điều trị. Trước đó, Bộ An toàn Thực phẩm và Dược phẩm Hàn Quốc yêu cầu cảnh sát điều tra Ju A-in từ tháng 11 năm 2022, sau khi phát hiện nam diễn viên thường xuyên nhận đơn thuốc propofol tại nhiều bệnh viện khác nhau từ đầu năm 2021. Cảnh sát lấy mẫu xét nghiệm của Ju A-in từ ngày 5 tháng 2, ngay khi nam diễn viên vừa đáp xuống sân bay Incheon. Đến nay, nam diễn viên bị phát hiện dương tính với tận 5 loại chất cấm. Đừng quên theo dõi New 24 giờ giải trí để cập nhật những thông tin mới nhất.